Dạ em Phúc, nhà lưu trú Thủ Đức, xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý khán giả xem video trong ngoài nước, là chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ em chào chị. Chị chào em, chào Phúc với Nghĩa. Dạ cảm ơn chị hôm nay đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương. À dạ chị ơi, hôm nay chị đến với chương trình là mình đi một mình hay là có người thân không? Chị đi một mình. Đi một mình. Dạ à, chị giới thiệu giùm em đó là hôm nay đến với chương trình là chị từ đâu đến, tên gì và năm nay chị được mấy mươi, để em gửi đến quý vị khán giả thân thương giúp em. Mà em mời chị. Chị năm nay là chị 47 tuổi. Dạ Chị Xuân Nở. Chị đến từ Phan Thiết, Bình Thuận. dạ à, chị 47 tuổi, chị tên gì chị? Chị tên Xuân Nữ. Chị nữ ha. À, chị nữ 47 tuổi, chị đến từ Phan Thiết, Bình Thuận ha chị nữ ha. À, dạ chị nữ ơi, giới thiệu giúp thêm giùm em đó là tình trạng hôn nhân gia đình của mình đó chị. Chị đã ly hôn 12 năm rồi. Dạ ly hôn 12 năm rồi thì hiện nay là chị được mấy thành viên trong gia đình con Chị của có chị? một đứa bé gái năm nay học lớp 10. Wow, còn nhỏ vậy hả chị ha. Hiện nay công việc của chị á, chị mình làm công việc gì hả chị? Chị kinh doanh. Chị nuôi bò thịt với lại bò sinh con. Bò thịt với bò sinh con sinh sản ha. Mình nuôi được nhiều không chị? Nuôi được chắc cũng tầm trên mười mấy con. Wow, bò là vốn nặng lắm nha. Tại hồi trước là gần nhà em cũng có cái trang trại, một con mấy chục triệu đến cả trăm triệu đó. Con ham mấy bò, bò khi mình nuôi là bò nhỏ, tới khi mình thúc mình bán thì bò Dạ bò thịt rồi. vậy là bà chủ trang trại bò. Đầu tư cho người ta chăn, mướn người ta Dạ chăn. à, rồi em cảm ơn chị hôm nay chia sẻ đến chương trình. À, là hiện nay là chị còn được, chị chỉ cho là sau khi lên chị với ông xã chị không còn bên nhau, là con chị năm nay học lớp 10, chỉ có một người con hả chị ha. Đúng không? Dạ cảm ơn chị. À, công việc của chị là hiện nay là chăn nuôi, Chăn à, chăn chăn nuôi nuôi bò. bò. Dạ kinh doanh về chăn nuôi bò. À, chị nữ à, năm nay 47 tuổi thì cái nguyện vọng chị nữ để tìm người, một người bạn đời của mình đó, cái độ tuổi khoảng bao nhiêu để phù hợp với mình hả chị ha? Chị độ từ tầm 55 tới 65. 55 đến 65. Dạ rồi cái tính tình của người bạn là như thế nào để phù hợp với chị? Tính tình người đó thì trước mắt là phải có một cái đạo đức hiếu thảo. Đạo đức hiếu thảo. Rồi về cái công việc làm của người bạn của mình, bây giờ như chị là chăn nuôi nè, thì chị thích người bạn của chị làm công việc kinh doanh hay là công việc gì chị? Nói chung là kinh doanh cũng tốt mà một có công một công việc ổn định thì cũng tốt. Dạ rồi à, ông bà ta nói á, là an cư phải lập nghiệp, ai lấy chồng thì cũng mơ ước cho mình á, là có cái nơi mà nơi ăn chốn ở ổn định các chị ha, để cuộc sống nó ôn hòa. Còn như chị thì năm nay chị 52 tuổi rồi thì chắc có một, Bốn bốn bảy bốn ủa xin bảy lỗi 47, xin lỗi chị nha, xin lỗi xin lỗi, 47 tuổi rồi thì chắc chắn là chị một điều là chị đã có nhà riêng tư rồi. Đúng rồi, chị Thì có nhà ở quê. dạ thì chị cần một người bạn của mình là có nhà tương đồng với mình hay là như thế nào, chị chia sẻ giùm em để quý anh hiểu qua câu chuyện. À Nói chung thì có một cái ngôi gia thì cũng càng càng tốt, và là phải có an cư phải lập nghiệp. dạ đó. Rồi cho em hỏi thêm, ví dụ bây giờ sau khi em chia sẻ video mà chị thì ở Bình Thuận, có một anh nào đó ở bất cứ ở thành phố Hồ Chí Minh hay là một ở tỉnh thành nào đó mà cảm thấy mến chị, và anh thì cũng có những cái tiêu chí công việc làm ổn định và nhà cửa riêng tư như những cái tiêu chí chị đưa ra, nhưng mà có cái là cách xa chị quá. Không, hiện tại là chị đang ở Sài Gòn đây. À có nghĩa là quê ở Bình Thuận hả chị ha. Nhưng mà chị vào đây là chị sống với con, chị con thì đi học trong này. Ủa mà đi vào Sài Gòn sao mà chị nuôi bò trong Sài Gòn sao? Chị mướn người, chị có quản lý coi. À em hiểu rồi, có nghĩa là hiện nay là chị có quản lý thuê người nuôi bò ở Bình Thuận, Đúng không? còn mình cái công việc mình ở thành phố Hồ Chí Minh mình đang làm việc gì chị? Công việc ở thành phố Hồ Chí Minh thì chị cũng kinh doanh nhỏ thôi. Đó bởi vì lúc nãy giờ em thắc mắc nó là chị nuôi bò sao mà nhìn chị giống thiếu nữ quá à? Chăn nuôi mà sao nhìn giống bà chủ thiếu nữ quá. Chị ở đây này cũng kinh doanh một cái online nhỏ nhỏ thôi. Dạ Rồi còn chăn nuôi là chị đầu tư mướn người làm. dạ à, trên kênh của em đó sau khi chia sẻ video là chị có chọn được anh nào trên kênh không? Rồi chị Có chia sẻ theo giùm em. chị thì chị kết chú Cường. Chú Cường câu lạc bộ bóng đá, Đúng rồi. rồi em sẽ chia tải thông tin. Dạ
Ngày hôm nay chị đến với chương trình chia sẻ video, chị có đồng ý cho em sử dụng thông tin của mình đăng tải thông tin trên cộng đồng mạng không ạ? À? Được. Dạ chị ha. Rồi em muốn thưa chị gì nè, sau khi em đăng tải thông tin của chị, nếu mà có duyên mà chị và chú Cường tìm hiểu được với nhau, mang cho nhau hạnh phúc, đó là những gì em chúc cho chị, điều lời chúc tốt đẹp. Còn nếu như mà trong cái trường hợp mà mình tìm hiểu mình cảm thấy không hợp thì mình xem như bạn bè hay là anh em người bạn tri kỷ nha chị nha. Được. Và tiếp theo nữa, ví dụ có một anh nào đó có những cái điểm tương tương đồng như chú Cường, câu lạc bộ bóng đá, mà cảm thấy chị là đáng thương và hợp với chị đó, thì quý anh đó có cái nhu cầu tìm hiểu chị, thì chị có đồng ý cho em cung cấp cái thông tin cho quý anh không, hay là hôm nay chị chỉ lên cái chương trình này đặc biệt là chỉ một mình chú Cường thôi ạ? Chị lên đây là đặc biệt là chỉ có một mình chú Cường, Dạ. còn sau đó ví dụ như không 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 được hoặc là cái gì đó thì lúc đó chị sẽ cung cấp thêm. Rồi, em hiểu rồi. Có nghĩa là ngày hôm nay chị lên đây, quý nguyện vọng của chị á, là chia sẻ để mình mang cái tấm lòng thân thiện của mình gửi đến với chú Cường, biết đâu là qua cái đoạn video để được có cái thời gian tìm hiểu thêm. Nếu như không được mà có anh nào mà liên lạc về chương trình để tìm hiểu chị, thì lúc đó em sẽ nhận lời và gọi điện thoại cho chị, em hỏi chị có một cái anh A, anh B, anh C có nhu cầu tìm hiểu chị, nếu lúc đó chị đồng ý thì em sẽ cung cấp thông tin, còn nếu chị không đồng ý thì em trả lời lại với quý anh chị sẽ không đồng ý hả chị ha. Tại vì đôi khi mình đăng lên cho cộng đồng mạng thì không thể nào một mình chú Cường được, rất nhiều chú khác nữa, tại xinh xắn như chị thì không thể nào tránh khỏi đó, không khéo là chiều nay chú Cường gọi sớm nữa nè. Bữa cách đây khoảng 2 hôm chú Cường cũng gọi cho em, cách đây 2 hôm. Tại vì chị là xưa cũng bất động sản, chị cũng có đầu tư Dạ. nên là bây giờ là bán không được là chị mới trồng cỏ hết. Trồng cỏ hết là 10.000 một mẫu á. Wow, chị đắt nhiều vậy đó hả? Là chị trồng cỏ nuôi bò. Còn chị biết lái ô tô Chị có lái nhưng mà chị không dám, chị nhát lắm. không? Chị Chị có giấy biết phép chưa? chị không có giấy phép mà chị biết lái mà chị không Không được. có giấy, có biết lái mà không có giấy phép. Thì bây giờ chị mới đi, nếu mà chị đến với chú Cường á, là chị mới đi học giấy phép lái xe. Chưa mơ tới đây. Đó là em nói chân tình, tại vì em đã lên nhà chú Cường rồi. Chú Cường là 2 chiếc ô tô, một chiếc bán tải, một chiếc 7 chỗ, nhưng mà chú Cường là đi tiếp tiếp khách thường xuyên thì không tránh khỏi được cái việc mà bia rượu rồi. Không lẽ giờ có khách đến nhà chú Cường đặt chiếc xe, tại có khách thì phải đặt chiếc xe ở ngoài, không lẽ chạy xe ở nhà, lúc đó chú Cường sỉnh thì chị phải lái vô chứ, phải đi học chuẩn bị đúng chị không? chị 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 mà thật sự chị mà dạng là chị đã từ cũng cũng mua xe chị lái rồi, chị không dám. Dạ. Rồi em sẽ cố gắng là chia sẻ thông tin để đỡ đến chú Cường hai chị ha. Nói chung Đó. thì chị không không mong muốn gì, chị bây giờ cho dù chị mà có mạnh mẽ chăng nữa chị cũng vẫn giống như chị yếu đuối, giống như một Cần có một người đàn một ông. đàn đàn ông. Chị rất là mạnh mẽ đó nhưng mà sau này cái tuổi của chị nó cũng hơi hơi đứng tuổi rồi thì chị cảm thấy hơi 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 bị trống vắng tí. Dạ. Con của chị nữ giờ là ở trong thành phố với chị luôn, là ở đâu? Đâu luôn? Ở trong thành phố với chị, ở với chị Dạ. là hàng tuần là chị phải về Phan Thiết, rồi chiều thứ sáu là chị phải vô đón con chị về, là từ con chị học nội trú. Dạ, con đi học nội trú ha. Nên là cũng không có dính bạn nha, bây giờ có bạn đâu dính bạn gì đâu. Không, con chị học nội trú luôn. Là bao lâu chị đón về, là Chiều thứ sáu là con chị về đang học quận mấy chị? học quận Gò Vấp. Dạ. Nên là cũng không dính bạn ha. Đó, bên nhà trường lo hết rồi, cứ là cuối tuần mình đón Cuối về. tuần đón con về thôi. Dạ. Thì tại vì chị cũng còn cái công việc. Thông qua chương trình ngày hôm nay, đặc biệt hơn nữa là chị em mời chị là gửi lời đến quý vị khán giả, và sau đó là mình gửi lời tỏ tình đến chú Cường câu lạc bộ bóng đá. Biết đâu những cái lời của chị chia sẻ chú Cường thấy là chân thành. Bao nhiêu cô chia sẻ qua rồi nhưng mà chú Cường cũng chưa một lần ngỏ ý với cô nào, đó là em chia sẻ. Và biết đâu chị ngày hôm nay những cái lời nói của chị, những cái chia sẻ của chị, những cái cảm xúc của chị mà làm chạm được trái tim của chú Cường thì sao các chị ha, em mời chị chia sẻ giúp em. Anh thì trước mắt thì chào cộng đồng mạng, nếu có bình luận thì bình luận nhẹ tay xíu. Không, xin gửi đến chú Cường là nếu chú Cường có thiện chí mà
tìm một người bạn để đồng hành đi tiếp cuộc đời còn lại, thì sẽ tìm hiểu với chị để có cơ hội thì hai người để về chung một nhà. Thông video ngày hôm nay một lần nữa thì em cũng cảm ơn chị đến với chương trình, và em cũng chúc cho chị một ngày sớm nhất tìm được một nửa yêu thương của mình. Em chúc cho chị là một ngày sớm nhất để mình đạt được cái ước mơ, mình tìm được một ý chung nhân, một đôi bờ vai hạnh phúc để về chăm sóc cho mẹ con chị những quãng ngày còn lại để đi hết cuộc đời của mình, vun đắp lại những cái tình yêu, những năm ngày tháng gần đây mà mẹ con của chị không được hạnh phúc. Đó là những gì em chúc nha chị nha. Còn để được hay không, hạnh phúc hay không là do hai trái tim của anh chị rung động. Là một cái duyên nữa. Dạ đúng rồi chị. Gặp nhau là một cái duyên. Tụi em chỉ là nhịp cầu nối thôi, chứ không thể nào mình sắp đặt cho tất cả mọi người và nói là hạnh phúc cả đời chỉ là qua lời chúc thôi. Chứ tụi em làm sao dám nói được điều đó. Dạ, chị có chia sẻ gì thêm không để em xin tạm khép lại chương trình? Thôi được rồi, chị cũng tới đây chị cũng cảm ơn hai em, Phúc và Nghĩa. Cảm ơn cộng đồng mạng. Chúc hai em có công việc được thuận lợi, lan tỏa nhiều hơn. Và một lần nữa em, Phúc và cùng anh Nghĩa xin tạm khép lại chương trình. Và cũng xin chúc quý khán giả xem video trong và ngoài nước lời chúc thân thương, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và trong quá trình chia sẻ video có những gì sơ sức trong âm thanh, hình ảnh, lời nói không được lưu lót, cũng mong quý ông bà, cô chú, anh chị để lại phần comment hướng dẫn anh em sẽ cố gắng đọc những phần comment để ra những video chất lượng hơn, không phụ lòng quý ông bà, cô chú, anh chị trong suốt cái thời gian vừa qua luôn đồng hành và ủng hộ video anh em. Dạ xin chào và hẹn gặp lại quý vị video tiếp theo. Quý cô chú, anh chị đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương, vui lòng đến địa chỉ Vắt Lộ 1A, chợ đầu mối Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gọi số điện thoại trên màn hình, anh em hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Dạ xin chào.